Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Hợi. Đây là video clip mình sẽ làm về cái tử vi vận hạn của cái tháng 8 âm lịch, tháng Trung thu, tháng có ngày Trung thu của Việt Nam. Và tháng 8 âm lịch của năm nay là tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019. Một cái tháng có thể nói là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cái tháng 7 mà mọi người vừa phải trải qua. Vì sao? Vì dần thân tỵ hợi ha. Thân hợi nó nằm ở trong tứ hành xung, và tháng 7 âm lịch là một trong những cái tháng nhiều điều xấu đối với người tuổi Hợi, những người mà có thể bị trực thái tuế ở trong năm nay, gọi là năm tuổi. Mình sẽ lần lượt chia sẻ cho tất cả những người tuổi Hợi, có thể là các chú, các anh, các chị, các bạn và các em. Đầu tiên hết thì mình phải nói tới người Kỷ Hợi, sinh năm 1959, năm nay cũng là năm Kỷ Hợi, một trong những người mà năm nay bị trực thái tuế. Tuy nhiên ở cái tuổi này thì các anh, các cô, các chú cũng đã là người từng trải, cho nên là cũng phần nào khắc chế được cái sự khó khăn mà gây ra. Đối với cái tháng 8, tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019 thì nó sẽ như sau. Đối với mạng á, thì là người Kỷ Hợi á, là người bình địa mộc. Như vậy tháng mà tháng Quý Dậu thì là một tháng kim. Như vậy xét về trụ mạng á, là kim khắc mộc, là mạng á, bị tháng tương khắc, bổn mạng và sức khỏe không được tốt lắm. Mà khi và bị mạng bị tương khắc á, thì các phúc tinh và tài tinh là mất đi cái tác dụng. Mà mất đi tác dụng thì thái tuế ổng nhập hàng của mình, ổng sẽ phát huy cái tác dụng cách kinh khủng, cho nên là phải cần cẩn thận. Đặc biệt cái thiên can của chữ kỷ của các cô các chú là phải khắc chữ quý của Quý Dậu, của tháng Quý Dậu. Như vậy là thiên can khắc tháng, công việc khó khăn, báo hiệu nhiều chống phá. Nếu mà làm ăn thương mại thì cần cẩn thận một tí xíu, nếu không thì có chuẩn bị người ta chống phá. Địa chi thì là Hợi với Dậu, thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy về phần gia đạo thì không có gì là quá nặng nề đối với tuổi của các cô các chú Kỷ Hợi 2010 Kỷ Hợi sinh năm 1959. Đối với cái tháng Trung thu của năm Kỷ Hợi 2019 ha. Như vậy thì đối với tháng 8 thì các cô các chú nhớ cẩn thận về sức khỏe và cả công việc của mình luôn. Chỉ có gia đạo là không có đến nỗi nào thôi, không có đến gây ra buồn phiền trong gia đạo nha. Rồi tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 với cái mệnh xoa xiến kim. Từ đầu năm tới bây giờ thì do là các anh các chị nắm chữ Tân thuộc kim, năm thì năm mộc, cho nên là các anh các chị gặp nhiều cái điều rất là khó khăn, chống phá. Dù rằng mới có cái tháng 6 tốt đẹp một tí xíu thì đưa qua tháng 7 lại là tháng không tốt đẹp. Với dần thân tỵ hợi là một trong cái tháng, những tháng có địa chi xung khắc với mình. Đặc biệt của các anh các chị là tháng 7 âm lịch, tháng nhâm thân lại là một tháng kim, cho nên là cũng tiếp tục làm cho các anh các chị khó khăn hơn. Xét đến với cái tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu, thì tháng Quý Dậu như cũng như là tháng 7 cũng tiếp tục là một tháng kim. Tuy nhiên là nó bớt phần xung khắc về phần địa chi, cho nên là các mối quan hệ cũng như là gia đạo cũng đỡ đần hơn cho các anh các chị, đặc biệt là các chị. Rồi là như vậy là xét về trụ mạng của đối với tháng 8 âm lịch, đối với người Tân Hợi của các anh các chị là mạng là cung kim, cho nên là bổn mạng sức khỏe cũng không có vấn đề gì lắm, cũng giống như tháng 7. Tuy là nó nếu có thì nữa cũng chỉ là cảm sọt sổ mũi thôi. Thiên can thì chữ Tân với chữ Quý không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là âm ngũ hành của Tân là kim, Quý là thủy, như vậy có thể nói là bị sinh xuất về đạo âm ngũ hành, cho nên là tháng này đừng có mong cầu tài lộc, vẫn chưa đâu các anh các chị Tân Hợi, nó chỉ đỡ xui thôi,
chứ còn nói mà hên sinh ra tài lộc thì nói thật sự mà nói là cả năm nay chắc không có thấy tháng nào có hết đó. Rồi địa chi thì cũng giống như người Kỷ Hợi sinh năm 1959, các anh các chị có địa chi Dậu gặp Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy thì tốt đẹp, không có vấn đề gì về đường gia đạo và tình cảm. À, các anh các chị cũng có được cái chuyện đó. Rồi tiếp tục đó là tuổi Quý Hợi, một trong cái tuổi, những cái tuổi, một trong cái tuổi mà mình đã nói là xui nhất trong lục thập hoa giáp ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 này. Thì mình có nói đi nói lại là các cái mình nói là cái video mà về những cái thí dụ như giống như năm vừa rồi đi, mình nói nhâm tuất là xấu nhất trong lục thập hoa giáp, thì khi mình up cái video đó lên thì mình thấy nó cần cả triệu lượt view cho tới 6 tháng tới hết 6 tháng đầu năm là cả triệu lượt view. Nhưng mà 6 tháng đầu năm này mình vẫn thấy rằng cái video về tuổi Quý Hợi của mình làm thì không có được nhiều lượt view lắm, nó có khoảng vài trăm, hình như 200-300 ngàn gì thôi. Nhưng mà mình thì nhận được rất nhiều, tới tới ngày hôm nay hồi chiều này mình cũng còn nhận được là một cuộc điện thoại của người Quý Hợi nói là khi em biết được cái video của anh thì muộn rồi, bắt đầu nợ tùm lum rồi, mất hết rồi. Thì đó, nó thật sự là nói là các bạn có chủ quý trong người, các bạn thành công sớm thì các bạn ỷ lại nghĩ rằng là vượt qua số phận hết, nhưng mà không có đâu ha, đã là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Chị hy vọng rằng mình nói vui cũng giống như nhâm tuất năm vừa rồi, thì mình nói Quý Hợi năm nay là giữ được cái mạng đã là tốt rồi, mất tiền, mất nhà, mất chồng, mất con gì đó, thì tất cả những thứ đó đều mình có thể làm ra được hết, đúng không? Chỉ cần giữ được tinh thần, giữ được mạng sống rồi từ từ mình sẽ trả lại hết. Ôi thí dụ như lần này mình làm ăn mình bể, thấy không, mình nợ, mất uy tín, mình đi mình chỗ khác cũng được, mình đi xa mình làm ăn cũng được để thay đổi thôi vậy. Nhưng cái uy tín đó còn hay không là khi mình làm được, mình cứ đem về mình dám trả người ta hay không, hay là mình làm được xong mình im luôn là không được ha. Thì đối với người tuổi Quý Hợi, những người mà còn có tháng sinh may mắn thì chắc là cũng nát, nhưng mà chưa có nát bươm, nát sơ sơ thì mình sẽ coi coi là tháng 8, tháng Quý Dậu này đối với người Quý Hợi nó sẽ ra sao. Người Quý Hợi thì mệnh thủy, tháng Quý Dậu là kim, như vậy xét về trụ mạng là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe, phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi của mình, vì thế cũng được hưởng lợi và phát sáng. Sẽ phần nào khống chế, hóa giải bớt cái thái tới nhập trong hàng của mình ha. Rồi thiên can thì chữ quý đồng hàng, cho nên là công việc không gặp quá nhiều khó khăn, bớt đi cái sự chống phá thôi ha. Rồi địa chi Hợi Dậu là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên tháng này mà xét về tình cảm và gia đạo thì người Quý Hợi không cần phải lo lắng được. Ok, ngon lành. Như vậy thì tháng Quý Dậu, tháng 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 8 âm lịch, tháng Trung Thu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Quý Hợi là một tháng giống như là các bạn đang leo dốc, gặp cái chỗ để nghỉ chân một tí xíu ha, hy vọng là tốt đẹp ha. Rồi tiếp đến đó là các em tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, thì mình đã nói rồi là năm nay nhất là trong các tuổi Hợi, nhất là quý, nhì là Ất, ba là mới tới là Tân, đó, nếu mà xui mà xét đó nha thì Ất Hợi là thứ nhì, để mình xem coi Ất Hợi đối với cái tháng Quý Dậu này nó sẽ ra sao. Người Ất Hợi thì mệnh hỏa, cho nên tháng Quý Dậu là tháng kim, như vậy xét về trụ mệnh là hỏa khắc kim, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe cũng có vấn đề nhưng không quá lớn. Dù sao đi nữa đó thì các em là khắc tháng chứ không phải tháng khắc các em, cho nên là cũng đỡ đần. Thiên can Ất Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên nạp âm của Ất là mộc, nạp âm của Quý là thủy,
như vậy là được tương sinh về nạp âm ngũ hành, cho nên trong của thiên can, cho nên là sẽ có lợi lộc nhưng mà không quá lớn đâu ha. Địa chi hợi dậu là từ chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy việc gia đạo cũng không phải vấn đề là quá lớn, gia đạo tình cảm. Như vậy thì cũng giống như là người quý hợi, đúng không? Người xui nhất với người xui nhì này gặp cái tháng quý dậu có chút thuận lợi, nghỉ ngơi chút xíu trước khi vượt chướng ngại vật. Có thể là tháng 8, tháng 9 là hai tháng mà quý hợi và ất hợi nghỉ ngơi một tí xíu. Tại vì sao? Vì tháng 10 là tháng ất hợi luôn, cho nên là coi chừng ha. Lúc đó mình sẽ chia sẻ thêm và biểu mình sẽ note là các bạn quý hợi và ất hợi sẽ phải tránh né như thế nào. Tuy nhiên là tháng 8 là một tháng có thể nói là tốt đẹp với ất hợi. Chỉ có cần phải để ý một chút xíu về bụng mạng thôi ha. Rồi người cuối cùng của tuổi hợi mình phải kể đến, đó là người đinh hợi. Đây là các em nhỏ sinh năm 2007 hoặc là các bác người lớn sinh năm 1947. 2007 thì cũng là đang là học hành thôi, còn 1947 thì đó thật sự là ngồi đó mà hưởng tuổi già, cho nên là chủ yếu vẫn về xét về bổn mệnh. Chứ còn công việc thì có thể nói là vào cái tháng 8 này thì các cháu 2007 bắt đầu đi học rồi, còn các bác thì 47 thì mà còn đi làm được thì chắc là không thể nào tưởng tượng được đâu ha. Như vậy xét về trụ mạng thì người đinh hợi là thổ, như vậy mạng là thổ sinh kim, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe và bổn mạng không được tốt đẹp, đặc biệt là nếu như mà ai có mẹ sinh năm 1947 thì tháng này nhớ cẩn thận sức khỏe, kèm bà bác một tí xíu ha. Các cháu nhỏ thì sinh xuất như thế này thì cũng không phải là vấn đề. Đặc biệt thì khác về thằng thiên can, đó là thiên can cái chữ quý của quý dậu sẽ khắc chữ đinh của đinh hợi. Thiên can bị tháng tương khắc, cái này xét về trụ công việc, công việc dễ gặp không thuận lợi, dễ lâm vào bế tắc. Đối với các bác lớn tuổi mà sinh năm 1947 nè, cộng với cái mạng sinh xuất mà bị thiên can cả tương khắc nữa thì nhớ cẩn thận cái việc té ha, phần đầu của mình nhiều ha. Địa chi thì hợi dậu cũng giống như tuổi các tuổi hợi khác là từ chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc, cho nên gia đạo tình cảm không vấn đề. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái thông tin về tử vi vận hạn của tháng 8 âm lịch, tháng quý dậu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với những người tuổi hợi. Chắc chắn rằng là những người tuổi hợi ở trong tháng quý dậu thì sẽ không quá nặng nề về phần gia đạo, vì hợi và dậu là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc ở phần địa chi. Tuy nhiên là có tuổi thì sẽ tốt về bổn mạng mà không tốt về công việc. Nhưng đặc biệt là có chỗ cho hai cái tuổi đó là quý hợi và ất hợi nghỉ ngơi sau mà gọi là 6-7 tháng gồng mình mà chống đỡ những cái xui rủi, những cái không may mắn ở trong cuộc sống. Hy vọng rằng những cái thông tin này là một cái hành trang nhỏ để mà mọi người tuổi quý hợi, tuổi hợi có thể ứng dụng mà tận hưởng cái tháng 8, một cái tháng khá lành của năm Kỷ Hợi 2019. Mọi người tuổi hợi nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh YouTube của mình, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân, bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chia sẻ thêm là mình có hai cái kênh
song song ở YouTube, đó là một kênh tên là Anh Ba Tử Vi và một kênh là Tử Vi và Cuộc Sống. Nếu mọi người đăng ký kênh nào thì mọi người cũng sẽ được đón chờ những cái video của mình chia sẻ mà thôi. Rất vui vì mọi người chú ý đã đón xem. Bye bye.